Kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề Sức khỏe là dạng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, bệnh sởi và rubella là những bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi và rubella gây nên. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên. Bệnh tuy nhanh khỏi, nhưng nếu người bệnh không được chăm sóc đúng cách sẽ dễ dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Trước tình hình trên thì những năm qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều chương trình tiêm chủng vaccine sởi rubella cho nhiều đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Vào năm 2016, thì Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm ngừa vaccine sởi rubella cho nhóm 16 đến 17 tuổi, thời gian triển khai trước tháng 6 năm 2016. Rubella do nhóm siêu vi khuẩn thông thường gây ra, nên hầu hết bệnh là lành tính. Người bệnh bị sốt phát ban nếu được chăm sóc đúng cách hợp lý thì bệnh sẽ tự khỏi sau 5 đến 7 ngày mà không gây ra bất kỳ biến chứng nguy hiểm nào. Tuy nhiên, rubella đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai. Còn sởi do virus có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đặc biệt là những trẻ có sức đề kháng yếu như sinh non, suy dinh dưỡng. Biến chứng thường gặp của sởi là do sự nhân lên của virus hoặc do bội nhiễm vi khuẩn gây ra các bệnh nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong đại dịch sởi năm 2014, cả nước có khoảng 5.000 trường hợp mắc bệnh sởi, gần 200 trường hợp tử vong do sởi. Đây là những con số biết nói, khiến các ngành chức năng lẫn người dân quan tâm nhiều hơn đến loại bệnh này. Long An là một trong những tỉnh trong cả nước làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe cộng đồng, nên đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do sởi rubella. Năm 2016, khi Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine sởi rubella cho đối tượng thanh thiếu niên, ngành Y tế Long An cũng đã họp đưa ra kế hoạch thực hiện. Thời gian dự kiến tiêm phòng là ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề trên toàn tỉnh. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 năm 2016 sẽ tổ chức tiêm vét tại trạm y tế. Đến thời điểm này, tất cả các trường, trung tâm y tế trong tỉnh đều đã nắm được lịch tiêm phòng cụ thể và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ. Chúng tôi cũng đã phối hợp với trạm y tế phường 4 để chuẩn bị cho cái việc tiêm cái vaccine sởi cũng như là rubella vào tháng 4 này, thực hiện cho học sinh khối 11 và khối 12 thì có khoảng 470 học sinh sẽ được tiêm ngừa vào ngày 11 và 12 tây tháng 4. Tổng số đối tượng tiêm là 26.855 với 72 điểm trên toàn tỉnh. Đối tượng tiêm phòng là các em có ngày tháng năm sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 trong trường học, không kể tiền sử được tiêm chủng vaccine sởi hoặc vaccine sởi rubella hoặc vaccine sởi quai bị rubella trước đó. Hình thức tổ chức là tiêm chiến dịch và tiêm cuốn chiếu để hoàn thành mục tiêu trên 90% đối tượng sinh năm 1998 đến 1999 trong trường học được tiêm vaccine trong chiến dịch và đảm bảo 100% điểm tiêm chủng chất lượng và an toàn. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy được là sởi và rubella là những bệnh có tính chất nguy hiểm. Thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh và điều trị được nếu như mà có chiến lược phù hợp. Và để giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về sởi và rubella, mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ Ngô Giang Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Long An. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ đó chính là tình hình về sởi và rubella thời gian qua trên địa bàn tỉnh Long An như thế nào? Trong năm 2014, cả nước thì tình hình sởi bùng phát rất là mạnh và đặc biệt các tỉnh ở phía Bắc là có tử vong do sởi. Chính vì thế thì đối với tỉnh Long An thì trong năm 2014 đó, mình ghi nhận là trên 350 ca số phát ban nghi sởi, trong đó có 2/3 là dương tính với sởi. Đối với Long An đó thì sau khi tiêm như thế thì coi như tình hình sởi nó đã lắng, và đầu năm 2015 ghi nhận là 75 trường hợp số phát ban nghi sởi, nhưng mà chỉ có 3 trường hợp là nó giờ dương tính với sởi. Nhưng những trường hợp này là ở lứa tuổi lớn, chính vì thế đây là những vấn đề mà tôi cũng chuẩn bị theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế thì sẽ tiếp tục tiêm sởi cho lứa tuổi lớn hơn trong thời gian sắp tới. Dạ vâng, được biết là trước đây chúng ta chỉ tiêm ngừa sởi rubella cho trẻ em thôi, nhưng mà gần đây thì lại tiêm ngừa cho cả học sinh trung học phổ thông. Vậy thì nguyên nhân vì sao ạ? Thì trong cái quá trình tiêm chủng như thế thì đối với một số trẻ em nó không được thụ hưởng ở cái mũi tiêm những cái tháng 9 tháng tuổi, 18 tháng tuổi, và nó tích lũy dần dần lâu dài như thế thì nó sẽ hình thành, nó bùng phát cái dịch sởi và rubella. Chính vì thế thì coi như Bộ Y tế cũng như là chính phủ cũng như là tỉnh Long An đã chỉ đạo là tiêm sởi rubella trong một mũi tiêm cho trẻ em từ 1 tới 14 tuổi.
trong năm cuối năm 2014 và đầu năm 2015. Như vậy thì tình hình sau khi tiêm một cái chiến dịch lớn như thế, trên 350.000 trẻ được thụ hưởng cái mũi tiêm này, thì cái tình hình bệnh sởi nó giảm và bệnh rubella nó cũng giảm. Như vậy thì còn lại cái số lứa tuổi lớn hơn bắt đầu nó bùng phát cái bệnh sởi và rubella. Chính vì thế thì nó ở cái lứa tuổi lớn hơn. Chính vì thế thì Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo là cho tiêm sởi rubella ở lứa tuổi lớn hơn. Như vậy thì lịch tiêm chủng phòng bệnh sởi và rubella như thế nào và chúng ta sẽ có những lưu ý gì khi tiêm ạ? Trước hết thì trong đợt này, trong năm 2016 thì Bộ Y tế đã chỉ đạo cho tiêm tất cả những học sinh học trong trường phổ thông, trung học, trung tâm dạy nghề, trung tâm hướng nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên ở lứa tuổi sinh năm 1998-1999, tất cả các trường phổ thông, trung học, cả nếu mà trong lứa tuổi đó thì sẽ được tiêm hết. Như vậy thì có những đứa trẻ nó sẽ là lớn hơn cái lứa tuổi đó mà nó học trong cái lớp 11, 12 của một cái trường trung học phổ thông thì vẫn được tiêm, hoặc là trung tâm giáo dục thường xuyên thì vẫn được tiêm chứ không phải là. Nhưng mà đối với bên ngoài cộng đồng thì đợt này ta sẽ không có tiêm ở ngoài cộng đồng mà chỉ tiêm trong trường học. Thì với cái chống chỉ định của sởi rubella này thì nó không lớn. Và đặc biệt là đối với nếu mà tiêm bên ngoài đó thì đối với phụ nữ có thai thì không khuyến cáo là không được tiêm cái mũi sởi rubella này. Nhưng mà đối trong trường học thì cái vấn đề này không phải là vấn đề lớn. Chính vì thế cái thứ hai là bây giờ sởi rubella thì đã có cái tiêm ở ngoài dịch vụ, ở cái tiêm được thu tiền. Chính vì thế thì có nơi thì được tiêm. Thì cái những đứa nào mà nó tiêm mà chưa đủ một tháng thì không phải tiêm cái mũi này, và còn lại thì được tiêm hết. Nhưng mà trong như thế thì đối với ngành y tế đã triển khai và tập huấn cho tới cái công tác khám, tư vấn, khám sàng lọc tất cả theo quy trình của Bộ Y tế. Sau đó thì chúng tôi chuẩn bị hậu cần, dự chính xác ngày mà tiến hành chiến dịch trên địa bàn toàn tỉnh là bắt đầu ngày 11 cho tới khi kết thúc những đứa trẻ mà trong giờ diện tiêm, đứa trẻ cuối cùng được tiêm. Xin được cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Và với những chia sẻ của bác sĩ Ngô Văn Hoàng vừa rồi, hy vọng quý vị và các bạn đã có được những thông tin hữu ích xung quanh căn bệnh sởi và rubella và chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho những người thân trong gia đình mình cũng như là chính bản thân của mình quý vị nhé. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một thông tin y học. Một số điểm khác biệt giữa bệnh sởi và rubella. Đối với rubella, triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu, viêm kết mạc mắt, hạch sưng gồm có hạch cốc hàm, hạch sau tai. Triệu chứng viêm đường hô hấp biểu hiện nhẹ có thể không có. Phát ban thường từ sau 2 đến 7 ngày. Ban thường nổi từ phần ngực đến sau lưng, tay, mặt và toàn thân. Ban màu hồng sáng hơn ban sởi. Sẩn nhỏ có kết hợp thành quần đỏ rộng mỏng tồn tại khoảng 2 đến 5 ngày. Nhưng cũng có trường hợp người bệnh sốt và phát ban khắp người chứ không theo thứ tự và để lại vết thâm như sốt phát ban do bệnh sởi ở người. 2 là sởi. Các triệu chứng ban đầu gồm sốt cao đột ngột, đau người, viêm đường hô hấp, ho chảy nước mũi, mắt đỏ chảy nước mắt, người mệt mỏi. Một ban từ sau 2 đến 3 ngày, ban thường bắt đầu nổi ở mặt, sau tai, gáy, sau đó lan xuống khắp người, tính chất ban mịn, màu đỏ, giữa các góc ban là khoảng da lành và ban bay tuần tự như khi mọc. Sau khi bay để lại vết thâm trên da có dãy phấn trắng tạo thành vết dằn da hổ. Phòng bệnh, tốt nhất đưa trẻ em trong độ tuổi quản lý đến cơ sở y tế tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Một thông tin y học vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề sức khỏe là dạng kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên đề tiếp theo.